Ok nha, bây giờ bố hỏi con nha, bố hỏi Việt Anh Đây nha. là con chú cổ kia. Đây là con gì đây? Cô hổ. Con hổ à, ok, con gì đây? Con khỉ à, con khỉ ăn cái gì? Con gì nói cái gì? Con khỉ ăn lá cây. Nói con cá kia. Ok, thế con gì đây? Con cá. Con gì? Con cá. Con rắn. Con rắn. Con này con gì đây? Là nượt. Con cá sấu à? Con gì đây? Con gì đó? Con gì đây? Bố vừa dạy con quên rồi à? Con tôi có. Con đười ơi. Cái tôi chưa. Trời trươi. Con gì? Nói lại nào. Trời trươi à? Con gì đây? Con gì? À, con chim công. Con chim công, ok. Thế bên này, con gì đây? Con chuột gì? Chuột cố, chuột gì? Chuột túi. Chuột túi. Chuột chú, con gì đây? Con gì bố vừa dạy con này, con quên rồi à? Con gì? Không phải con hổ đây mà. Con này là con gì giống con hổ? Con sư tử. Con sư tử. Con gì đây? Con voi ăn gì? Con chuột chú à? Con chuột chú là con gì? Con chuột túi. Chuột túi, ok. Thế con biết con gì nữa? Con gì đây? Con hổ à, ok. Con gì đây? Con gì? Con rắn. Con rắn ghê gớm quá nhỉ. Con gì đây? Con gì đây? Con voi ăn gì? Ăn cỏ, ăn cỏ à? Thế thả với anh ăn gì? Với anh ăn cái gì? Ăn cơm. Với anh ăn cơm, ui giỏi thế, yeah. Thế cái đấy, thế cái này là cái gì? Cái chim. Cái chim à, cái chim để làm gì? Cái chim để trả rằm. Để đấy rằm mà, cái chim còn gọi là cái gì nữa, củ gì? Củ hành. Củ hành à, cái chim củ hành hay là củ hành cái chim? Ừ? Mẹ cái thằng không được cái lượng béo gì đâu, phá hoại. Bye bye đi. Bye.